Còn để mang không khí Tết cổ truyền đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài, hôm qua Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bỉ, Singapore và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ đã tổ chức đón xuân Quý Tỵ 2013 cho kiều bào. Nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại mừng xuân. Đến dự có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thonglun Sisulit, Phó Thủ tướng Sổm Savat Leng Savat cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào. Năm 2012, hai bên cũng đã tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, Lào-Việt với nhiều hoạt động phong phú, có sức lan tỏa, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và để lại ấn tượng sâu đậm trong tình cảm của nhân dân hai nước. Việt Nam luôn tin tưởng rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào sẽ ngày càng được phát triển lên tầm cao mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần quan trọng cho sự ổn định trong khu vực và thế giới. Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng Sổm Savat Leng Savat đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân dân Việt Nam. Tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức buổi họp mặt đón Tết Nguyên đán cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đảo quốc này. Phát biểu trước khoảng 500 người tới tham dự ngày hội, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu đã vui mừng thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt về bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore khi hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sẽ trở thành đối tác chiến lược trong năm nay. Cũng trong tối qua, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu đã mở tiệc chiêu đãi bà con Việt Kiều, khách quốc tế và cán bộ sứ quán nhân dịp xuân mới Tết Quý Tỵ năm 2013. Tham dự buổi lễ có gần 200 khách mời từ cộng đồng người Việt tại Bỉ và đoàn ngoại giao tại Bruxelles. Năm vừa qua, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu có nhiều sự kiện lớn. Việt Nam và Liên minh châu Âu đã ký hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện và khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do. Và mới đây nhất là chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu. Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ hôm qua đã tổ chức lễ đón xuân Quý Tỵ cho bà con Việt Kiều đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Đây là chương trình Tết do Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại thành phố Houston tổ chức, có số người tham dự lớn nhất kể từ khi được thành lập cuối năm 2009 đến nay, với khoảng gần 300 người, phần lớn là bà con Việt Kiều, đại diện chính quyền thành phố Houston, các cơ quan đại diện ngoại giao và một số doanh nghiệp Mỹ.